Hello Lucas Cryptoholic, xin chào anh em Thì uh, ở video lần trước, phần 1 là mình có giới thiệu về cách khai thác thông tin của một đồng coin ở trên CoinGecko và CoinMarketCap đúng không? Và phần 2 là mình giới thiệu về cách hướng dẫn mua bán cho anh em uh, bằng Việt Nam đồng để có thể mua và chữ những cái đồng coin Thì ở phần 3 này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện có thể Sau khi các bạn mua được đồng coin rồi, thì chúng ta sẽ cất chữ vào ví cá nhân của chúng ta Thay vì chúng ta để đồng coin đó trên sàn đúng không? Nếu như bài toán của chúng ta là chúng ta muốn tích chữ lâu dài hoặc là chúng ta muốn cất một nơi an toàn thì tất nhiên là ví của chúng ta, tài khoản của chúng ta mới là cái an toàn nhất. Như chúng ta đã biết là bản chất của blockchain đó là phi tập trung và mọi người sẽ phải quen với cái khái niệm này nghĩa là bạn sẽ nắm giữ chìa khóa của các bạn và các bạn sẽ nắm giữ tài sản của các bạn chứ không phải là của một tổ chức nào cả không phải là ngân hàng, không phải của một tổ chức tài chính nào hết mà chúng ta sẽ chính là người nắm giữ cái ví đó và chúng ta nắm cái private key tức là cái từ khóa để có thể vào ví của các bạn hoặc là 12 từ từ khóa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé để những khai thác về những thông tin này thì chúng ta có thể các bạn có thể google còn ngày hôm nay mình muốn làm video này ngắn gọn để có thể giúp anh em có những cái bước hướng dẫn và hiểu được à tạo một cái ví blockchain nó cũng không có quá phức tạp nó cũng dễ thôi ok thì như một lần trước mình có chia sẻ thì chúng ta có thể mua bất kỳ một cái đồng coin nào mà sàn Alinex hỗ trợ đúng không bằng Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ phải hiểu quay lại bản chất của bên trang coi cô nhé thì chúng ta sẽ phải hiểu là mỗi một blockchain như chúng ta đã biết Bitcoin là có blockchain của nó và là một trong những đồng coin đầu tiên có blockchain mà chính Bitcoin là vua là kiến tạo và khiến cho những cái đồng coin khác nó có ý tưởng và dựa trên cái blockchain của Bitcoin này để tạo ra những cái đồng coi khác mà chúng ta có thấy ngày hôm nay mấy ngàn đồng coi đấy, thì chúng ta sẽ phải hiểu bản chất là mỗi một cái đồng coi này nó sẽ ở đồng ở trên một cái trên riêng của nó eth sẽ ở trên riêng của eth cardano sẽ trên trên riêng của cardano binance coin bnb cũng sẽ ở trên của trên binance còn những cái chúng ta sẽ ấn vào đây, chẳng hạn như tether là usdt thì chúng ta sẽ xem các bạn có thể xem ở đây cái phần thẻ của nó này nó sẽ ở dạng gì? Nó sẽ ở dạng token. Token ở đây là gì? Nghĩa là Tether ở đây sẽ không gọi là coin mà sẽ gọi là token. Bởi vì sao? Bởi vì Tether nó không nằm ở trên trên của nó, nó không có trên riêng và nó sẽ nằm ở trên trên của những cái đồng trên của ETH chẳng hạn, đây, trên của Ethereum hoặc là trên của TRX Tron. Đấy, thì chúng ta phải hiểu là bản chất ở đây. Đây chúng ta có thể nhìn thấy USDT của chúng ta ở đây có hai dạng thì chúng ta ấn vào mục rút đúng không? Đấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy ERC20 và TRC20 thì chúng ta sẽ hiểu là nếu chúng ta chọn ERC20 thì là UDT này nó đang chạy trên nền tảng của Ethereum và nó sẽ là một cái dạng token của ETH còn ví TRC20 tức là UDT này nó đang dạng token nhưng mà nó trên nền tảng của Tron Đấy Vậy là bài toán ở đây là chúng ta đã có hai lựa chọn và chúng ta hiểu bản chất là token là gì đúng không? Mình giải thích rất là đơn giản để anh em lần đầu tiên các bạn mới có thể hiểu được đấy và nó ở đây là một cái stablecoin nó sẽ gắn liền với cả một đô một USD một đô la Mỹ đấy và nó gọi là stablecoin stablecoin nghĩa là đồng coin ổn định nghĩa là nó giá nó sẽ không biến động như những cái đồng coin khác như là Bitcoin ETH và những đồng coin khác ok chưa rồi XRP là sẽ lại có trên riêng của XRP vậy bản chất chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ phải chuyển đúng trên các bạn sẽ không thể chuyển được uh, ERC20 token USDT này sang một địa chỉ ví mà là trên riêng của Tron các bạn nhé nó sẽ không nhận được và lúc đấy các bạn sẽ mất tiền do đó các bạn phải lưu ý là các bạn chuyển trên gì thì các bạn sẽ phải chuyển trên đấy và ví dụ các bạn có ETH thì các bạn không thể chuyển về ví Bitcoin được ETH sẽ phải là chuyển về ví ETH và trên trên của ETH Ok chưa? Rồi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo một cái ví nhé mình sẽ đưa ra rất nhiều lựa chọn nhưng mà anh em sẽ phải hiểu bản chất tạo một cái ví nó là như thế nào thì anh em sẽ có thể tạo đến về sau có ví gọi là ví chính tên của mọi người thì, thì mọi người vẫn có thể tạo được ok rồi mình giới thiệu một trong những cái ví mà đẹp và ấn tượng nhất đó chính là ví Exodus tuy nhiên là cái ví này nó sẽ có những cái nhược điểm mà mình đánh giá là dành cho những người mà muốn lưu trữ nhiều muốn giao dịch nhiều ấy, thì sẽ rất là khó bởi vì sao? Ví này ấy, nó sẽ hỗ trợ một vài đồng coi thôi Nó không có quá nhiều Đặc biệt là ERC20 nó hỗ trợ ít lắm Do đó là sẽ rất ít người muốn sử dụng cái ví này Bởi vì thị trường bây giờ nó rất là nhiều đồng coi mới đúng không? Tuy nhiên là mình đánh giá là Exodus là một trong những cái ví rất là chuyên nghiệp Từ trước đến nay, từ năm 2017 mình đã dùng ví này rồi Thì tí nữa mình sẽ show cho anh em là tại sao mình lại thích nó Tuy nhiên là nó nếu như các bạn chỉ lưu những cái đồng coi chính Như là Bitcoin này, ETH rồi BNB thì các bạn có thể dùng, sử dụng ví Exodus này. Được chưa? Nó rất là đẹp, phải công nhận một câu là nó rất là đẹp. Đấy. và mình thường thích những cái gì đẹp, những cái này, những cái cái ví dạng như này nó có một cái UI UX nó thiết kế rất là đẹp. Đấy. Đấy. các bạn có thể chữ được những cái đồng coin mà nó hiện ra ở đây và các bạn có thể xem được full list những cái đồng coin mà nó hỗ trợ để từ đó các bạn quyết định là chúng ta có nên dùng ví này không. Được chưa? Đấy rồi à, tiếp theo đó là ví à, có hai cái ví mà mình muốn nói luôn nhé hai cái ví mình muốn nói luôn đó là các bạn sẽ có thể đăng ký ở dạng như là một tạo một cái tài khoản gmail ấy như là các bạn có thể tạo ví bằng cách là tạo email có password thay vì là có private key Đấy, đó chính là blockchain com và coinbase com tuy nhiên đây là hai một trong à, hai cái ví mà nó cực kỳ uy tín các bạn nhé coinbase và blockchain com là hai cái đơn vị về wallet, crypto wallet đầu tiên Và rất là uy tín Nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm Là chữ tài khoản của uh, Chữ đồng coin của các bạn trên này Đấy thì các bạn có thể vào là blockchain.com Tất cả những cái link về ví wallet này Ngày hôm nay mình cũng sẽ để bên dưới video này Mọi người có thể xem nhé bên dưới video nhé Rồi những cái app tải thì mình cũng sẽ để bên dưới luôn blockchain .com wallet này các bạn có thể nhìn thấy là các bạn có thể đăng ký bằng cách các bạn tạo email các bạn đăng ký password và nếu như các bạn quên password thì các bạn có thể khôi phục password như là email đấy nên là các bạn phải lưu ý là chúng ta phải bảo mật cái tài khoản email của các bạn các bạn cũng nên bảo cả cả cái đặt là bảo mật hai lớp cái email của các bạn nhé để phòng tránh cái trường hợp bị hack ôi chưa và đồng thời các bạn vẫn có thể trích xuất được cái 12 từ khóa trích xuất private key khi mà các bạn đã có ví blockchain wallet, được chưa? Rồi, nghe mình sẽ giới thiệu sơ qua và đồng thời mình sẽ chọn cho anh em một cái phương án tối ưu nhất để mọi người thể chữ đồng coi của mình nhé. Rồi, Coinbase.com. Coinbase.com thì các bạn đã biết rồi. Coinbase là một trong đơn vị cực kỳ lớn và rất là uy tín. Và nó đã IPO lên sàn Nasdaq và đã được ở Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ đã duyệt xét về cái tính Tính gọi là uy tín Và chuyên nghiệp thì Coinbase là có lẽ là top Đấy Thì mọi người thì yên tâm, yên tâm Khi mà chữ tài sản trên này Thì cũng đăng ký thì cũng chỉ cần là tên Rồi email rồi password thôi Rất là đơn giản Sau đó thì các bạn sẽ được chữ Và những cái đồng coi Tất nhiên là những đồng coi phổ biến Đấy thì mọi người thì yên tâm Thì tuy nhiên là Như các bạn đã biết là ngày nay thì Cái ứng dụng và về ví điện tử ấy nó rất là cần cái việc tiện lợi chúng ta luôn luôn mang cái điện thoại bên mình đúng không thì mình muốn các bạn là sẽ cài đặt và hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái ví ở trên trust wallet trust wallet này là được backup bởi binance thì mọi người có thể yên tâm về cái độ uy tín và tài sản của các bạn đúng không thứ hai là sepan sepan cũng rất là tiện lợi là cũng là một trong những cái À, dự án um, mở bán uh, Launchpad ở trên Binance gần đây đấy, có cái đồng token SFP đấy. Đấy. Thì uh, mình muốn hướng dẫn cho anh em cách tạo một cái ví ở trên điện thoại là như thế nào. Các bạn có thể tải nhé. Các bạn để tránh được bị tải những cái app mà độc hại, app scam ấy, đặc biệt là các bạn ở bên Android thì các bạn nên vào trong web của Just Wallet rồi các bạn ấn vào đây. Để các bạn uh, tải được cái đúng cái app đó được chưa các bạn tải về sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài đặt nhé rồi ở sepan thì cũng như vậy sepan thì cũng là một những cái app ví cũng được bạch up bởi binance Đấy. và cái các bạn ngoài cái việc các bạn cài đặt những cái ví như thế này ấy, thì nó gọi là ví nóng còn đây là những cái ví chữ lạnh các bạn ạ ví chữ lạnh này nó gần như giống cái kết sắt của các bạn ấy thì các bạn sẽ lưu và tạo ở trên này ví ở trên này những cái sản phẩm như này nó bán với giá mấy chục đô đấy mình cũng không để ý lắm thì thật ra ấy, những cái ví chữ lạnh này dành cho những cái bạn nào mà có tài sản quá lớn rất lớn <laughs> các bạn mà muốn cất bit vài bit đi hoặc là vài nghìn hoặc vài trăm ETH thì các bạn nên sử dụng những cái ví này còn những cái mình nghĩ là những cái bạn mới đến thị trường này thì cái tài sản đầu tư vào cái thị trường crypto này nó cũng không lớn nên là mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái đơn giản nhất thuận tiện nhất nhé đấy ngoài ra ấy, thì còn à, ví MetaMask thì mình cái này mình cũng đã hướng dẫn anh em và có video rồi mọi các bạn có thể xem lại cái video đó mình sẽ để link đăng ký, à, link video để cho anh em muốn xem lại có thể tạo ra bởi vì sao mình sử dụng metamask cũng nhiều bởi vì nhé metamask nó sẽ link được với tất cả những cái ví mà các bạn tạo trên trên trust wallet này tất nhiên là nền tảng của metamask chính vẫn là eth nên là những cái ví ví, ví my ether wallet này rồi ví trust nhưng mà ở bên mục eth ấy, thì các bạn có thể nhập vào đây và có thể có thực hiện giao dịch được và nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái thì các bạn có thể xem lại video về MetaMask nhé. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện uh, cài đặt một cái ví trên điện thoại ví Trust Wallet như thế nào nhé. Ok chúng ta bắt đầu nào. Okay, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải và cài đặt một cái ví ở trên điện thoại đó chính là ví Trust Wallet nhé. Chúng ta phải nhớ là chúng ta hiểu cái căn bản của bản chất ví blockchain là như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu cái câu chuyện là ví nào chúng ta về sau cũng có thể cài đặt được. Bất kỳ là Trust hay là Exodus hay là uh, blockchain.com hay là ví uh, SafePan đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái Trust Wallet bạn gõ ở trên App Store nha các bạn, ở Google Android thì các bạn có thể gõ ở trên uh, Google App uh, Google Android. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây đây mình phải update các bạn tải về thôi được chưa sau đó thì uh, mình sẽ chuyển sang này bởi vì mình là ấy rồi đây ví dụ nhé đây thì các bạn sẽ vào cái phần này các bạn khi mà các bạn tạo một cái ví mới thì nó sẽ hiện ra như thế này là nó sẽ hiện ra là create new ở bộ create a new wallet nghĩa là tạo một cái ví mới nghĩa là bạn chưa có ví thì bạn sẽ tạo ví mới còn nếu mà bạn đã từng tạo ví trust wallet rồi hoặc là một cái ví nào đó thì các bạn có thể nhập ở dưới bên dưới ở đây mình dùng cái try mode nên là nó nó bị che mất cái dòng bên dưới bên dưới nó có một dòng là I already have a wallet nghĩa là tôi đã có một cái ví rồi thì các bạn sẽ ấn vào đấy và các bạn sẽ chọn cái ví mà các bạn đã sử dụng vì là trust wallet nó là multi chain do đó là nó sẽ hỗ trợ rất nhiều dòng coin dòng trên khác nhau Chúng ta phải hiểu bản chất là mỗi một chain như thế này thì nó sẽ có một chain riêng khác nhau, blockchain khác nhau. Đây là ETH này, BNB này. Là khác nhau hoàn toàn nhé. Rồi uh, Tron, TRX. Đấy. Thì ví dụ như các bạn đã tạo một cái ví, từng tạo một cái ví Trust Wallet thì các bạn ngay ấn ở ngay trên đầu là Multi-Coin Wallet nhé. Đấy. Thì là nó sẽ chữ được rất là nhiều ví. Rồi các bạn sẽ nhập cái, cái phrase của các bạn vào đây. Nghĩa là cái 12 cái từ khóa. Đây ở đây nó ghi này có thể là 12 từ khóa hoặc 24 từ khóa. Đấy các bạn nhập 12 12 từ khóa vào đây, cứ cách nhau ra. Sau đó thì các bạn ấn uh, import thì là bạn sẽ nhập được ví thôi. Còn giờ mình sẽ quay trở lại là và dành cho các bạn mới, các bạn chưa biết ví, chưa biết gì cả, chưa tạo một cái ví nào đúng không? Thì các bạn ấn vào đây create a new wallet được chưa? Rồi các bạn ấn tích vào đây là tôi đã hiểu là nếu như tôi làm mất cái cái từ khóa khôi phục, phục là chúng là chúng ta cũng sẽ mất cái khả năng vào ví của chúng ta, mất chìa khóa vào nhà. Đấy chưa? Nên là mọi người phải lưu ý là chúng ta luôn luôn phải phải lưu cái 12 keyword này. Mình không cần biết các bạn lưu như thế nào. Nhưng mà tốt nhất đó là các bạn ghi ra một tờ giấy và cất đi cẩn thật cẩn thận. Hoặc các bạn sẽ chụp ảnh hoặc là nốt vào đâu đó mà một cái phần mềm đó nó có khóa bảo mật. Có thể là sử dụng nốt rồi là các bạn bảo vệ khóa hoặc là một cái phần mềm gì đó đúng không? Rồi, chúng ta ăn continue. Thì ở đây nó sẽ hiện ra 12 từ khóa này và nó có nút copy ở đây để các bạn có thể copy. Đấy. Và tuyệt đối là không được chia sẻ cái cái 12 từ khóa này và theo đúng thứ tự các bạn nhé. Các bạn phải ghi theo đúng thứ tự là 1 đến 12. Không được đảo lộn trật tự của cái 12 keyword này. Đấy. Rồi. Sau đó là các bạn ấn copy rồi. Được chưa? Copy. Rồi các bạn là continue và lúc này nó sẽ yêu cầu là làm sao là chúng ta sẽ phải nhập lại 12 cái keyword này để đảm bảo là chúng ta đã ghi lại nốt lại đấy các bạn nhớ chưa giờ mình sẽ nốt lại nhé đấy thì các bạn sẽ những cái chữ ký ý này nó cái chữ khóa này nó sẽ ở bên dưới này rồi các bạn sẽ ấn thôi các bạn sẽ ấn theo đúng thứ tự thứ tự này pupil repeat color đấy đúng theo như này rồi các bạn ấn continue thôi đấy và nó báo là ví của bạn đã được tạo thành công chúng ta ấn OK Đấy. thì ở đây nó sẽ có sẵn là Bitcoin ETH BNB đúng không thì các bạn có thể xem được địa chỉ Bitcoin của các bạn là gì Đấy, hiện ra đây nó có dạng QR code hoặc là dạng là dạng chữ địa chỉ Đấy. OK chưa rồi là ETH Đấy, thì các bạn có thể ấn vào đây rồi các bạn copy địa chỉ để gửi cho người nào cần chuyển tiền cho các bạn đúng không hoặc là các bạn thực hiện giao dịch để mua bán trên sàn giao dịch Alinex ok, BNB, à, trên BNB, BNB thì các bạn cứ nhớ là trên của BNB thì bao giờ cũng có bắt đầu bằng chữ BNB, đấy. Trên của ETH, Ethereum thì lúc nào cũng có ký hiệu là 0 X ở đây, không X ở đầu, được chưa? đấy. Rồi các bạn có thể Ấn di chuyển ở chỗ này để các bạn chọn theo những cái đồng coin mà các bạn thích, đấy bạn có thể tích để mở ra thêm Đấy, ví dụ như mình tìm FTM chẳng hạn đúng không thì là mình sẽ mở được FTM web 2 các bạn nhớ này các bạn thể nhìn thấy là rất nhiều token nhé nghĩa là Phantom nó sẽ được hỗ trợ ở cha hai trên khác nhau đây là trên trên của ETH nên là nó ký hiệu là ERC20 còn Phantom thì có ký hiệu ở trên nền tảng của Binance thì nó có ký hiệu là pep 2 2 Đấy. thì tùy các bạn hoặc là nếu sắp tới là Trust sẽ hỗ trợ Phantom Opera Mainnet riêng, giống như binance đã hỗ trợ thì nó sẽ có riêng một cái bởi vì ví trust ở đây là ví tổng hợp rất nhiều trên khác nhau rất nhiều đồng coin khác nhau rất là tiện lợi và các bạn có thể sử dụng trên điện thoại hàng ngày đấy thì nó vào đây thôi ok thì uh, đây là mình đã hướng dẫn sơ qua cho anh em cách sử dụng ví trust wallet ngoài ra thì anh em có thể thực hiện giao dịch swap ừ, đấy swap những cái đồng coin ví dụ các bạn có một eth thì các bạn có thể swap ra usdt hoặc các bạn có thể swap ra một cái đồng coin bất kỳ thì sắp tới nó sẽ có hỗ trợ kiểu như là dạng cross chain ấy các bạn có thể biến đổi từ trên này sang trên kia, Đấy, rất là tiện lợi và hay đúng không? Rồi nó ở trên trust này nó cũng có vũ hỗ trợ đó là sàn giao dịch, nó sẽ có link với cả sàn giao dịch uh, binance để các bạn có thể đặt lệnh mua bán lệnh rất là tiện. Sắp tới là những cái dạng ví như thế này rất là phổ biến các bạn. Ok. Rồi ở đây thì các bạn có thể uh, lưu uh, bảo mật này, thực hiện dạng bảo mật là sử dụng uh, kích hoạt cái uh, cái app lock bằng khóa bằng nhận diện mà khuôn mặt hay là khóa nhận diện bằng ký tự số được chưa đấy và mình khuyến khích các bạn là nếu như các bạn nào có quên ấy, quên ghi lưu lại cái keyword ấy, thì các bạn vẫn có thể khi mà các bạn ở bên trong ví rồi các bạn có thể export được cái ví ra đây ví dụ cái ví này nhá các mình đã vào ví main wallet 2 này đấy các bạn thì đổi đổi tên lại cái ví này rất là tiện test đây mình để đây là test và mình ở đây có thể show được cái recovery phrase đấy nghĩa là lấy lại cái 12 cái ký tự lúc này nó ở mục này này ok rất là tiện đúng không đấy. thì mình đây là lưu là vì test thôi không lại nhầm lẫn sắp tới mình sẽ xóa hay đi không không dùng đến đấy. thì ở đây nó cũng có nhiều cái chức năng ví dụ như là currency sẽ ở dạng USD hay là gì ngôn ngữ của ngôn ngữ của app nó sẽ là gì Đấy, rất là tiện lợi được chưa? Ok. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn sơ qua về cách sử dụng app Trust Wallet. Các bạn chỉ cần hiểu bản chất của chúng ta là chúng ta phải nắm giữ cái 12 keyword thì chúng ta sẽ vào được ví kể cả chúng ta có mất điện thoại và kể cả một người nào đó có cái 12 keyword này thì người ta cũng sẽ có thể vào được. Cái bản chất của blockchain là như vậy. Private key đó chính là chìa khóa vào nhà của các bạn. Các bạn mà làm mất thì là các bạn sẽ mất tài sản của các bạn. Nên là các bạn phải hết sức lưu ý cho mình cất thật cẩn thận nha. ok cảm ơn các bạn ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách thực hiện cài đặt cái ví trust wallet ở trên điện thoại cho anh em anh em đã hiểu bản chất của vấn đề đấy và như thế thì mọi người có thể tạo một bất kỳ một cái ví nào mà mọi người muốn sepan hay là trust wallet hay là exodus cái ví này được hỗ trợ rất là hoàn hảo ở trên desktop và thậm chí nó có app ở trên điện thoại luôn thì bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài đặt cái app này nhé Thì mọi người lên cái trang web srodot.com Rồi mọi người tải cái ví này về nhé Và nó có giao diện ở trên desktop Đấy, Trên cho Mac rồi là cho Windows Đấy. Hoặc là mọi người có thể tải ở trên mobile Là nó có App Store và Google Play Thì mọi người có thể dùng song song Mọi người có thể đăng nhập từ trên này và mọi người quét QR bằng app thôi Là mọi người có thể vào được rồi Ok thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thao tác trên cái ví này nhé Thì mọi người cài đặt xong thì mình mọi người sẽ tạo Create Wallet thôi Và tạo cái bản chất cái tương tự như cái Trust Wallet lúc nãy mình hướng dẫn Thì mọi người sẽ hiểu đúng không Đấy thì hoặc là mọi người thì restore nếu mà bạn nào có ví rồi thì các bạn có thể nhập 12 keyword vào đây Đấy, thì là các bạn sẽ vào thôi và nó sẽ có một cái password ở đây password này do bạn cài đặt để phòng trường hợp là có người nào sử dụng máy tính của các bạn thì họ không thể truy cập được vào cái ví của các bạn được chưa thì bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem nhé cái ví này nó rất là đẹp đẹp như thế nào tuy nhiên là nó không hỗ trợ nhiều đồng coi cho lắm đây thì cái giao diện ngoài nó như thế này đấy mọi người thể thấy là rất là đẹp đúng không đấy thôi mình để một ít ETH ở trên này thôi đấy. và nó có dạng wallet này đấy thì mọi người thể làm rút những đồng coi ví dụ như là mọi người ETH đúng không thì mọi người sẽ ấn bạn muốn chuyển rút từ sàn hoặc là từ Alinx vào đây thì bạn sẽ lấy địa chỉ ở đây Đấy, bạn copy rồi từ ví Alinex các bạn thì các bạn vào và rút ETH Đấy, ETH chỉ là chữ một trên riêng đó chính là ETH thôi thì các bạn paste địa chỉ ví vào đây rồi các bạn muốn rút 100% số ETH các bạn có thì các bạn ấn 100% rồi các bạn gửi mã và vào trong email rồi các bạn rút tiền rồi danh sách lệnh rút nó sẽ hiện ra đây hết đấy các bạn thấy không ạ rất là tiện và lúc này các bạn quay vào ví Exodus là một lát sau là các bạn sẽ nhận được khi mà cái giao dịch khối nó thành công đấy. Rồi, thì các bạn có thể nhìn nhé chính vì cái tiện lợi và cái minh bạch của blockchain nên là các bạn có thể check được hết tất cả những cái ví giao dịch vào ra Đấy, thì mình có thể xem được cái giao dịch nó vào ra như thế nào. thí dụ như hôm qua là chuyển một ETH vào ví Exodus này cách đây 22 giờ 7 phút. Đấy, từ địa chỉ nào đến địa chỉ nào và block bao nhiêu. Đấy, các bạn thể thấy là blockchain nó hay như vậy. Đó là lý do tại sao mà cái công nghệ blockchain nó phát triển và mọi người điên đảo về Bitcoin. Đấy. các bạn nên nhớ là ngoài Bitcoin chúng ta có rất nhiều đồng coin và blockchain của nó cải thiện cải tiến rất là nhiều và nó cái tính ứng dụng của nó rất là cao. Đấy. Binance Chain thì các bạn nhớ đây Các bạn nhận địa chỉ đây Và các bạn có thể thấy là địa chỉ định dạng của Binance thì Nó có chữ B là B đầu tiên Rất dễ nhận biết Ok chưa Rồi Ok vậy là mình đã giới thiệu qua xong Chi tiết về cách tạo ví Và hướng dẫn cho mọi người Đấy, Thì mọi người có thể Là Sử dụng và khai thác những thông tin mình đã hướng dẫn Chúng ta đã hiểu bản chất thì chúng ta sẽ có thể sử dụng và tự tin sử dụng giao dịch. Cứ đúng địa chỉ ví, cứ đúng trên mà chuyển thì các bạn có thể không phải lo lắng bất kỳ điều gì cả. Được chưa? Và chúng ta có thể check được tx khi mà thực hiện rút ở trên Alinex. Chúng ta check được à, cái tx này là giao dịch như thế nào, nó chuyển từ ví nào, từ ví này đến ví này. Được chưa? Bao nhiêu eth. Đấy. Và cái giao dịch này đã được thành công hay chưa thì nó sẽ báo sơ xét ở đây thì chúng ta có thể biết được là giao dịch đã thành công hay không đấy rất là tiện đúng không ok vậy là hy vọng là cái video này video này hơi dài bởi vì là mình muốn là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng vì sao vì là nó là lưu trữ cái tài sản của các bạn các bạn bỏ một số tiền đầu tư mà chẳng may bị hách mất thì cực kỳ là khổ đúng không nên là mọi người nhớ là phải lưu ý lưu cái private key cái keyword của các bạn thật cẩn thận để tài sản của các bạn luôn luôn bảo mật chỉ có mình bạn biết hoặc là vợ bạn biết thôi để chồng kết Đấy. Hoặc là cất một nơi cực kỳ an toàn để mọi người không không ai có thể đụng được, không ai biết đến để có thể đụng vào tài sản của các bạn. Ok thì Lucas cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Cryptoholic. Thì đây là kết thúc phần 3 rồi. Phần 4 thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu đến gì ạ? Đến sàn Binance. Chúng ta sẽ chuyển tài sản vào sàn Binance để chúng ta trade, chúng ta giao dịch những cái đồng coin mới, những cái đồng coin mà được hỗ trợ Uh, được list lên Binance bởi vì Binance là một trong những sàn top 1 của thế giới về crypto rồi và volume rất là lớn và dễ sử dụng, tiện lợi sử dụng hai giao dịch 24 trên 7 đúng không? Thì ở phần 4 mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký, cách giao dịch tất cả các chức năng ở trong Binance cũng dự là một cái video sẽ rất là dài. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Lucas và Cryptoholic nhé. Xin chào các bạn.